Hello anh em, thì trong cái câu chuyện hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em là cái phương pháp làm thế nào để chúng ta để tạo được nhiều tài khoản Shopee mà không bị spam. Thì thường khi mà anh em tạo tài khoản Shopee ấy, là có hai việc chúng ta cần phải sử dụng. Một đó là chúng ta tạo nhiều shop đúng không? Là nhiều shop để chúng ta thứ nhất là chúng ta test hoặc chúng ta phủ thị trường. Cái thứ hai chúng ta có những tài khoản phụ để chúng ta đặt đơn ảo hoặc là chúng ta có thể là tăng chạy tăng tương tác cho cái tài khoản của mình, bơm view, bơm like, bơm sub các kiểu ấy. Thì chúng ta cần tài khoản shop và tài khoản phụ bình thường. Thì làm sao để tạo được nhiều mà không bị spam? Thì vừa rồi mà anh em tạo số lượng lớn á thì rất là dễ bị chết và nó khóa, nó cấm ngay lập tức. Thì anh em cần chuẩn bị cho mình nhất là sim nhá. Sim để chúng ta để tạo nhiều tài khoản, mỗi cái sim này chỉ để tạo được một cái tài khoản. Cái thứ hai là Dcom để fake IP nhá, loại nào cũng được. Cái thứ ba là một cái kẹp sim, cái này có hay không tùy anh em. Cái này để giúp anh em có thể là không phải cạy cái sim ra khỏi cái kẹp này, khỏi cái kíp này thì nó sẽ đỡ bị mất sim và sau mình quản lý sim cho nó dễ. Tiếp theo chúng ta cần một cái điện thoại để kích hoạt đúng không? Cần điện thoại để kích hoạt. Thì đấy là những cái cơ bản. Tiếp theo khi mà em tạo tài khoản Shopee thì anh em nhớ là đầu tiên là cho mình thêm cho mình một cái email trong tài khoản này, thêm email trong tài khoản này. Thứ hai là anh em làm cho mình rõ ràng cái avatar này, rồi là cái ảnh bìa hồ sơ tất cả đầy đủ này, thay đổi cái tên này, thay đổi cái tên tài khoản này, và anh em hãy vào trong Shopee này và trong kênh bán hàng các thứ này, anh em thêm cho mình một cái sản phẩm vào, đăng một sản phẩm vào, dù kể cả anh em nhé, kể cả là tài khoản rác, tài khoản phụ, anh em cũng đăng một cái sản phẩm vào thì nó sẽ giúp cho cái tài khoản mình nó chất hơn, chuyển từ tài khoản phụ qua thành tài khoản chính luôn. Thì từ tài khoản người dùng bình thường thành tài khoản bán hàng thì nó sẽ chất hơn rất là nhiều. Thì đây là cách để chúng ta có thể tạo rất là nhiều cái tài khoản trên Shopee mà chúng ta không bị khóa hay là bị cấm. Ngoài ra để chúng ta lưu giữ được những cái thông tin tài khoản này, anh em thể sử dụng cái người dùng, ấn thêm người dùng này, chúng ta tạo nên nhiều những cái người dùng ở đây, chẳng hạn như là shop 1, shop 2 ở trên này đấy, ở trên cái người dùng ở trên Chrome này, hoặc là chúng ta sử dụng một cái công cụ đó là Chrome Parote. Thì cái này khi mà vào trong những cái bài học tiếp theo á, thì chúng ta sẽ anh em tải cái này về, trong những cái bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái công cụ này. Thì cái này cũng giống y hệt như Chrome thôi, chẳng qua là nó sẽ không cần phải cài đặt và nó sẽ đóng băng lại từng khối một giúp cho anh em, từng cái tài khoản một sẽ đóng băng lại. Thì anh em có thể dùng cái người dùng này hoặc là dùng cái Chrome ấy tùy thích nhá. Anh em cần phải chuẩn bị những thứ đấy thì chúng ta có thể là tạo được nhiều cái tài khoản Shopee được. Còn nếu không thì bây giờ ở cái thời điểm tại á, hiện tại bây giờ mình làm cái lúc mình làm video này là 24/6 thì là cái sự thay đổi Shopee nó khá là nhiều rồi. Thì anh em cần cẩn trọng cho mình điều đấy nhá. Nhớ là chúng ta hãy làm test đủ đi, làm thử các kiểu đi để chúng ta quen tay đã, sau đó hắn đến động đến chuyện mà làm sốt thật nhá. Cái shop mà nếu mà hiện tại anh em đang có shop để bán hàng rồi thì tạm thời đừng có động vào, hãy dùng những cái sim khác để chúng ta tạo nhiều cái shop để chúng ta test thử, như là đặt đơn ảo như thế nào, là bơm view, bơm sub, bơm like như thế nào, là chúng ta test các kiểu đi để cho nó quen tay đi, thì sau đó chúng ta làm shop chính thì sẽ ok hơn nhé, đừng có vội vàng gì cả nhé. Ok, bye bye anh em.